Con chào các bác. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì vợ chồng A Tú với anh Tuyến về quê các bạn ạ. Theo phong tục tập quán của người Tày thì ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm thì đều có ngày gì nhỉ? Gọi là Tết Thanh Minh ấy, tảo mộ ấy. Nên là hôm nay là cả nhà A Tú về quê để tảo mộ cho ông bà cụ và nói chung là về thăm gia đình nữa các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng một chuyến hành trình cùng cả nhà A Tú về quê nhá. Mời các bác xuống với gia đình chúng em chơi nhá. Thì cái cây mận này là để đâu được nhà anh nhỉ? To đấy chỗ ấy. Sợ nó dài ngang không? Mấy tiếng nhỉ? 4 tiếng à? 4 tiếng, có gì nhà mình cả nhà đi xe thì vợ hay say xe nhưng uống thuốc rồi. Còn đội này thì một tí nữa là ngủ tít thôi các bạn ạ. Đường đi rất là cũng khá là dài. Khoảng 130, 140 gì đấy. Cũng gần bằng đi Hà Nội đấy, cách có mấy chục cây thế. Trong một tỉnh nhé các bạn nhé. Từ giữa tỉnh đến đầu tỉnh. Khu vực mình đang sinh sống là Hồ Thác Bà, tức là đầu tỉnh giáp với Tuyên Quang. Trên này thì nó ở giữa. Còn đi lên cao nữa thì lên Mù Căng Chải. Mù Căng Chải là cuối tỉnh. Anh hồi đấy bọn Minh Trang là Khánh Khuê rồi. Ok bà ơi dậy đi con ơi, đến nhà rồi. Đấy, đến nhà ông nội rồi kìa. Xuống bên kia cũng được. Là một hành trình khá là dài các bạn. Xuống bên kia. Ôi rơi à? Vâng, cái bản vừa nghe được rồi đấy. Nào. Ây à. Vâng, bà trong nhà nó thì chuẩn. Đến nhà rồi các bạn. Ây à. Bà đi đón nào. Một giờ chiều. Chị bóng á. Em đâu à? Đâu? Em đi đâu? Đây đi bảo đi bảo chưa? Là chưa? Bắn đâu? À, đi đâu? Đi đâu? Đi 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 đi. Đến nhà rồi các bác ơi. Đi hành trình rất là. Sao không? Mấy tiếng rồi không? À, bạn nhí. Đây, phải thở quá rồi quên cả ba rồi. Nhấc cao lên. Nhiều nhiều. Không là nó bẩn. Nhấc chân cao. Bạn nhí quên cả bố rồi nên này. Nghe. Đấy, chào các bạn. Em đi đâu đấy? Ai đi? Chào các bác ha. Xin chào. Xin chào. Các bạn ơi. Đi rồi, về đến nhà thì vừa ăn cơm xong thì anh em đang rủ nhau đi vào đập bắt cá các bạn ạ. Bạn thân từ cậu Chí Cốt ngày xưa. Chào tất cả mọi người nhá. Từ thời trẻ trâu đấy. Cởi quần đi đánh lươn từ bé đấy. Giờ đập lắm rồi anh lươn. Đi anh em ơi. Đi kiếm ít cá về ăn. Hôm nay chưa phải vào công việc chính nữa nhá các bạn nhá. Hôm nay chỉ về quê đi bắt cá của anh em thôi. Nhớ con nào nó bắt cá rồi. Ngồi có vợt có tải cầm đi. Từ con yến thì tốt. Lâu lắm không trở lại từ hôm Tết các bạn ạ. Một năm chắc là mình về được có 2-3 lần thôi. Ít có gì. Về là đi chơi cùng anh em ngay. Về được có một ngày thôi mà các bạn. Đấy lúa ở quê mình này, xanh ngắt này. Được đấy. Đường này bẩn đấy nhỉ? Trơn đấy. Đường này là con đường huyền thoại của anh em mình chăn trâu từ bé trong này. Trơn lắm. Đường này hôm nay trời mưa các bạn ạ. Đi dần sẽ đến. Đường này càng đét đấy. Càng đét đấy.
Chuẩn quá nhỉ? Đây các bạn nhìn cây cọ này. Nếu bạn nào chưa biết được cái cây cọ thì quê mình rất là nhiều nhé. Cọ này người ta để lợp mái nhà đấy. Về quê mình thì cảnh đồi núi vẫn có nhưng mà cây lâm nghiệp người ta trồng rất là nhiều luôn. Đồi nào xanh ngắt. Đây các bạn ạ, anh em đi đến gần đến ruộng thì phải bỏ xe lại, được trơn quá. Đấy, khu vực này ngày xưa là còn nhỏ là chuyên gia chăn trâu. Đến năm lớp 9 ấy, đi học cấp 3 mới không chăn trâu ở khu vực này thôi. Giờ người ta trồng đồi trồng nương hết rồi, trồng cây lâm nghiệp hết rồi. Đồi nhà mình bên kia có mấy cái cọ kia. Chắc là đang trồng cây mới à. Ra đến đập vào đây, ui nhiều thế. Đường bên kia đường này. Hả? Đường này, đường này. Nhìn thấy cá quẫy nhiều thế. Đâu anh là. Mày vác lên luôn đi. À là cái mảnh lưới này không biết là bao nhiêu chục mét ra. Ngày xưa là chuyên gia là bừa ruộng trầm ở đây các bạn ạ. Mình có những tuổi thơ phải nói là gắn liền với khu ruộng này. Ruộng nhà mình từ trên này xuống nhưng xuống tận dưới, nhưng mà đổi ngày xưa là đổi với cái nhà hàng xóm để đổi bên này để lấy cái đập dưới kia. Đấy, bây giờ là từ đây xuống. Cái gì? À. Cái này ăn được à? Cây gai huyền thoại. Ngon đấy, cái này ngon đấy. Cái này ngon đấy. Cái này chiếc trẻ trâu là ăn suốt à? Ừ. Gì nhá? Gì? Cẩn thận tách đúng quần. Không sao anh được. Trông sắm đổ á. Ừ, cá mè cá gì đây? Đâu? Có mấy con đen xì á. Cá mè. Đen xì á. Không phải nó bóng tí. Ừ. Nhưng mà nay nó nắng này lên. Ơi, cẩn thận nhé. Không, cái này không cần gỡ đâu mà. Nó gỡ rồi. Nó gỡ cho mà, bây giờ chỉ cầm đầu lưới là thả nó mà. Đấy, một người... Thả dịch rắc đi quá. Thả từ đây ra cái chỗ ăn kia. Chéo bên kia, không chéo xuống. Thả theo kiểu dịch rắc đấy. Đau lưng, nhưng mà không xuống được. Chỗ kia đối anh Thu xuống được. Sâu hơn gì luôn. Tìm lại cái đầu nó đi mới được, cứ không ăn nặng sao bơi được. Sao không bơi được. Đây bây giờ bơi đây thả à. Ra để anh xài lại. Không sâu đâu. Cái đầu trên này không sâu đâu. Này, không sâu này, bằng cổ thôi. Nó phải cho mày kéo đi sâu này. Sâu đâu phải xuống dưới này cơ. Hả? Tí cứ kéo với dáng đấy. Chiều tới thấy cháu nổi lên thì tìm đấy. Bơi. Thế thì thả cái đầu kia ra này. Phải bơi cơ. Đang thả đây. Đang không phải bơi được à. Nhưng mà ăn từ từ, cứ mộng hiên bảo rồi. muốn ăn chị là từ từ miêu ạ. Cậu miêu chứ ạ. Từ xem nào. Lao khỏi đoạn đi. Xem nào. Mày lôi về đây. Bác kéo căng lên, kéo căng. Đây. Cứ kéo để hai người lôi. Một người xuống giữa đoạn giữa nó mới được quá. Không phải đâu. Được rồi, cho đi. Kéo từ đã nó đang lộn. Đấy, lộn lưới. Đấy, bầu cảnh ở trong này yên bình như các bạn. Ở trong này không có nhà đâu các bạn ấy, chỉ có những cái đồi rừng người ta trồng cấy thôi. Kéo đi. Kéo gì đây còn thừa đầy này bác ơi. Đồi nhà mình bên này. Nhiều không? Đúng, còn nhiều lắm ạ. Hình như đang có sắn với lại cây bồ đề con. Tao cứ thả ra đi, cứ thả đầu kia ra. Thả dích rắc ấy. Dài không? Đây ấy nó có dài không? Anh Thu ơi, lưới có dài không? Mấy trăm mét mà. 240 mét. Cứ vào gần đây thế nào. 200 cơ. Nhưng mà vào gần đấy cả mày dịch vào gần đấy để gỡ cái đầu kia. Được rồi, đầu đấy được rồi, rối một tí được rồi. Tôi đang rối này, gỡ đây. Lật kia đi. Đặc công đấy mà. Ây da. Đặc công đi cơ. Hách phết tí nữa đi. Tí à liệu ở đây. Bác thằng ra cái cây kia, thằng cái cây kia. Thằng kia xong tí nữa làm cái gì? Vậy nó đứng đây một phát nữa. Xong một đường này quay lại đường này. Cháu. Xé lại cháu chết đấy. Lạnh không? Lạnh cái gì cái này? Mát được à? Nó còn nóng thì trong da vậy đấy thằng này.
bạn sốt rồi. Không có uống cho cái gì, gốc trung bấm này. Không ai uống được, em đi nhá. Bắt súng cái đấy cho là bay đi. Đâu, đâu anh Trọng. Anh Trọng, ừ, ấy Tiến. Nhưng mà... Úi! Úi dạ, phải từ từ lại. Có tí cảm đấy. Tí cảm đấy. Cầm xài à? Cảm gì? Lạnh lắm các bạn ơi. Bây giờ nhá. Đây đây thằng Tuyến đi thả dần cho thằng này đi sau rồi. Người đi. Để tao đi sau cho. Người cầm trước. Để nhá. Anh làm mình cuốn nó đi. Đây các bạn ạ, chưa thả hết lưới đã dính đây này. Bé bét ở đây rồi. Đây này. Ôi giời, cái này ăn cơm gì thế? Đó đùa ấy. Chưa thả xong lưới đã dính bé bét rồi. Tuyến đâu sao bé đây này? Ê, chị kia mày phải ra đây 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 đây. Để tao ở giữa cho. Ôi ạ. Đúng đúng vào cái bờ luôn. Kia bên kia. Gãy rồi, gãy rồi. Không gỡ được à? Mắc vào lưới thôi được kia mẹ. Đây. Phải này là đá tí phương. Không phải đây. Đưa lên lưới chèo nhá. Đấy, chèo chèo khoái. Cậu giá được 5 tàu với cơ. Chết khát, khát. Giật lấy thôi. Ô, cái vườn nó béo nhỉ. Mà nó ăn no. À, con đầu tiên lấy một con ạ. Lấy may. Cái tải đâu nhỉ? Sao dính hàng chùm thế này. Tải kia hơn. Dục phi béo nhỉ. Ô, dục phi tí nó lấy về trong nào. Đỡ nhau xé. Đỡ nhau xé. Cái đàn này nó lấy nổ 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 đấy bị hết. Ông ơi, cái đầu lưới đây này. Không có tí nữa. Nó vướng cái gì ở ngoài kia Tuyến? Vương. Cá cái gì? Vào chưa? Không. Ở đâu kia ấy? Xong rồi để thằng Tuyến kéo cái đầu lưới dài này dưới đập ấy. Thả một nửa thôi. Bỏ tay thế nào? Ôi giời ơi. Ô, nó buộc vào sao ấy? Dính bé bét các bạn. Toàn là dính cá bé. Cá to chưa bắt được, thì nó có bắt được bây giờ. Các bạn cứ để ý xem video nhé. Thì nó khắc được con to. Ủa, con đấy ngon đấy. Chơi nào. Chơi. Ủa, cái này kiểu cắt lưới vậy là mày. Làm nào nữa? Thả leo mà. Làm thì chết hết, thả được đến một phần đi tụi ạ. Thả được rồi chứ. Không, thả cái này, thả lưới xuống đây để bên cho nó ấy. Nó còn có bị ngược. Thu đi. Cái nó bị cái trũng ngược cái này. Con nạn lên này. Đúng cá mè, cá vược thì một lứa. Bao nhiêu năm gỡ cá nhưng mà con cuốn thế nào mà kín thế. Phải, cái này là nó cao. Phải nhìn ngon đấy. Ra rồi lại mình nhớ cái này cũng ra được. Bởi vì càng nhiều nó càng mắc. Càng vừa đấy. Chỉ nó tay cái theo đoàn ấy này ở. Trời ơi. Hả? Xé lên nhanh, xé lên nhanh. Thôi, dẹo mình, dẹo cha cái lại. Tèo hát bác mẹt nữa mày. Mà tèo điện này em chưa có mượn ạ. Thế nó mượn rồi. Nhiều lắm ấy. Hăn hăn dưới này răng bát không có gì. Bác mẹt. Mình nế, bụng nế. Thế vợ dùng mình đi cả. Phải chèo, phải chèo cầm chèo khổ có. Mấy cân rồi? Nặng lắm các bạn. Mấy cân rồi? Có đâu khoảng 7-8 cân gì đấy. Mở lắm mà chè với chè. Tết lọc với anh ấy. Không thả đâu, ăn không thả đâu. Anh em phải rút ngay cái phần phía trên này lại để không bị mắc nhiều ạ. Đang cố gắng là lấy một cái đường để kéo phía dưới này để lấy một đàn cá mè to lấy một con hai con cá mè nhưng mà đang cố gắng là chéo qua chỗ sâu nhất này. Trên này nó dính nhiều quá rồi dễ vội mà để lúc nữa thì cái này nặng cái này nó dính là nó chết hết. Phải từ từ các bạn. Cá thì bé. Bây giờ làm cho một ấy Âu Anh thông mà tải comment về. Bình tải thì lấy mặt đi. Mời. Ơi, phải không? Đâu? Ai à? Ôi! Thả xuống, thả xuống. Thả xuống, thả lại. Phải. Con này không ấy? Phải. Cá vược kìa. Không mắc được, xuống đi. Xuống đi xem nào. Mắc sợ thật đấy. Chùm vược sao thôi. Để. Cái mẹ nó vược thì không nói. Cái vược, tôi nhìn nó biết rồi. Phải vược không? Con cá mè. Con kia kìa. Đồ to to này. Đang chép. Còn bên ngoài cơ. Hai con vượt, ba con vượt hết à? Mẹ. Ba con vượt. Con mẹ thôi. Mẹ cuốn vào một vòng đi. Ôi xong rồi, cuốn cái gì kéo cả em đi. Mắc chưa cá. Nó bóp cổ thôi. Nhưng mà mắc lưới đứt vậy ạ. Nhưng mà con lưới bé cân nữa. Mắc ngoài à? Mắc lưới à? Mắc lưới. Thế đi xem lưới đó. Tao bảo đi xem lưới mà. Kiếm đi xem đi.
bẻ cái đầu con mè đã. Sâu lắm, đây này, đến đất đâu? Chết đi đã. Mắc ở đâu đây? Mắc tận ngoài kia đi, ra tận cái đảo đi, mắc cái đảo rồi. Hả? Ồ, ru. Nhiều lắm. Chép luôn mà chép. Mình đây. Chép to lắm. Cẩn thận, cẩn thận, chép. Chép to lắm. Ôi, được con rô to đấy. Con rô đấy ăn gỏi ngon đấy. Mật à, mật à, mật à, mật à. Nó chắc lùm cho cha lùm 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 liềm bằng cả. Ôi, mày nè, nè. Lâu mà nè nó bọc cứu nâu. Dạ, cho cha nam cho mày nhá. Mở cái tiệm có bố lùm ơi. Nè, đấy, được con chép đấy. Giỏi rồi lắm đó. Đấy. Bè cô, bè cô. Đứng đứng bè. Đứng bè đó mà. Đứng bè. Bùa, khẩn mừng. Vào cặp ưng này đi. Cặp ưng này. Cặp ưng này thì không ra được rồi. Ôi, mang dục quá. Cần chép này ăn ngon. Chép béo này. Tấm quả cáp hướng phây ní. Đừng có làm tiếp nữa pháp đi thì. Hồi xưa ông bác ngoạt bảo vồ mãi mới được một con mè. Thế là xuyên cùng một cái lạt. Cái lạt của cái lạt giang đúng không? Cái lạt. Cùng một cái xuyên hôm nay đánh cá vật gần đến sáng được con to nhất ông xuyên phát. Thế là nó để tay này. Kẹp cho đau quá thả cả cái số cá đi chửi hết hai ngày hôm sau mà. Thế người già ngày trước đời thì quý lắm chứ cho cái hai ngón tay cái vào trong cái mồm cái nó cá đẹp béo vậy. Cái này béo đấy. Đó thật đấy. Cái máng này này. Đấy này, thò kiểu này này. Ờ, cả cái bàn tay cả vào. Cái này vào đây này, làm thế này luôn. Đến lúc nó chọc cái này vào đây, đau quá thì thả luôn. To đấy, con đừng. Về sau là nó quậy cho mấy phát là đau quá là không bỏ nó. Cái này được cân chứ, chứ được. Cái này à? Gần cân. Cái này chép lại 6-7 lạng thôi. Nếu mà cho thì cho nó xuống rồi. Nếu mà nó còn xấu nó cho. Thôi. Giống thử cái này lên nè, xem được bao nhiêu cân, vứt tổng vào xem nào. Yến đấy, yến hơn yến rồi. Nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên luôn đi, lấy về luôn. Đấy. Để đằng kia, để gần con cá mè. Khoảng 15 cân không? Ui, yêu hẳn con rằng quá, đúng là thế là băng rồi mình. Một tí cân to nhỉ, yến đấy. Phải được chỏ một cái kia vào đây là mình. Mười mấy cân đấy. Về hơn yến là cái chắc rồi, nặng lắm. Để chọc cái khoảng 15 cân. Xe mình bên này cơ mà. Ừ, thế thì gánh lên đây gần hơn. Thả mè thì trả một cái bài này thì thả nó đi. Nó có không có cái tải à? Đi. Không, lấy cái tải vào đây. Đây là cái gì nhỉ? Được hơn chục cân rồi đấy các bác ạ. Bao nhiêu ngày tháng vợ vứt cỏ đây, bây giờ mới đến hoạch thử. Để cây về nhà mình bứt sau. À, các bạn ơi, đây này. Về quê à. Mình xích nhất cái món này đi. Lá đắng cải đấy. Lá đắng cải này. Về đúng cái mùa năm nào về cái mùa xuân. Ôi, này là một nắm là đủ đấy mà. Còn cái món này mà. Một nấu lòng cá nhá. Các bạn nếu mà ở quê các bạn có nhiều nơi không biết ăn đâu. Mình lên Tà Trơ với Trống Trơ là ít người biết ăn cái này. Đặc sản đấy. Cái này đặc sản đấy. Đây, thả một cây đi. Đây này. Cây của nó là như này đây này. Bằng nó chỉ có sắc lam là mới được. Ờ, có cả cái rau gì nhỉ? À, cả ngọn rau sắn kia, các thứ kia. Không ăn à? Rau sắn để cho cá. Được đấy, món này em khoái lắm, thật uống rượu. Nó giải độc. Giải độc với lại là nó mát. Cái này nhiều vùng không có đâu. Không có, nhiều vùng không có. Mà nhiều vùng có người ta cũng không biết ăn. Đây nhá. Lá gai này. Đây, lá gai này. Cái lá gai này. Lá gai nhìn. Đấy. Nếu mà chắc là cũng nhiều bác biết ăn cái này. Nếu ở quê mình ngày xưa còn bé là hay ăn cái này lắm. Nó kèm cùng nhau ấy. Ăn nó đúng kiểu vị của nó. Cho vào uống nữa. Làm cơ. Ừ. Thì về nấu ruột cá. Lòng cá. Lòng cá. Đúng. Ngon đấy. Lấy cả một nắm cái ấy nữa. Cái gai này gì? Cái mật gấu nữa. Anh này không có nhà, em biết nhà anh không nhỉ? Em vào, anh về quê rồi, em có cho em gì nữa. Ông xuống đi chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Đủ ăn thoải mái rồi cả nhà.
xô. Các bạn biết là tại sao mình thích ăn những cái này. Tại vì là từ cái thời chăn trâu cắt cỏ, một cái thời còn nhỏ ấy, thì hoàn cảnh gia đình ở vùng mình như này nó cũng khó khăn đấy, nên là các loại rau rừng là đều phải tận dụng. Nhất là những cái ngày mà đi chăn trâu, mình rất là nhớ những cái kỷ niệm là đi chăn trâu chiều về như này, là kiểu gì mỗi đứa cũng phải được một bọc đấy, to to về tối cả nhà xào lên với trứng hoặc là luộc lên đấy. Cái cây ngò gai này theo đường rất nhiều, cây luôn. Đắng cải với cái lá rau má. Bây giờ mình vẫn không quên được là đi hái rau má ở những cái đám ruộng bậc thang mà nó khô ấy, rất là ấn tượng, rất là nhớ luôn. Nên là những rất cái loại rau bạn ơi, những cái loại rau này mà mình rất thích ăn đấy, nó đi vào tuổi thơ rồi các bạn ạ. Thế nên là cái cảm giác ấy, vừa ăn vừa nhớ lại tuổi thơ. Còn giới thiệu cho vợ cũng thích ăn luôn. Thế hay đâu. Đây, về đến nhà thì anh em bắt tay vào làm luôn. Hai con cá chép này đang dự định là làm đấy. À ba. Hai con chép một xôi là dự định là nướng. Còn cá gỏi thì chơi con cá mè này, với lại là cá rô, cá vược. Mổ cá. Ăn thế mới bỏ chứ. Hàng xóm ở đây này, xung quanh đây cũng đông nhà phết các bạn ạ. Cũng vui phết. Đấy, quanh nhà mình đây. Toàn người tày hết. Hả? Trăm người tày. Cái cá kia thì đun bếp đi. Đốt đi, Hoàn ơi. Đằng sau nhà đang đốt rồi. Đốt than rồi. Đang đốt than rồi. Không, nướng. Không. Than để, ơi, nướng than đặt vào than đặt than này. Ngon hơn. Không cần mổ không? Cần mổ không? Có thép mổ à? Không mổ, đừng mổ. Mổ không ngọt đâu. Theo có bùn đúng dây không nghe? Không, phải cứ rửa sạch đi, đừng mổ. Đấy ai ăn không ăn thì bỏ cái ruột đi. Bỏ ruột đi. Ăn cá rô hay cá vược đấy? Cá rô, cá vược, ăn hết. Ừ. Cái cạo đi. Tại vì là cái cạo vược mình bỏ. Cứ nướng chín hùng khều. Đây là bài đánh vẩy cá vược bằng thìa. Rất đơn giản. Ừ. Đấy, những cái loại cá này phổ thông các bạn hay gọi là cá vược, nhưng mà đúng tên khoa học của nó là sai, nó là cá trôi Trường Giang các bạn nhé. Cái cá mà cứ vào lưới mà gỡ không kịp ấy. Cái loại này nó có một cái vây chổng ngược ở chỗ đằng này này. Chỗ này này. Đấy, nó mắc lưới, mắc ở chỗ này này. Chỗ này này. Sắc. Ngày xưa cho đẻ là cái mùa này là cá vược đẻ tốt lắm này. Những cái con cá mà bụng to cái là đang có trứng rồi đấy, cho đẻ tốt rồi đấy. Tiêm kích thích vào cho bình vây là sáng sau là ra hàng mấy triệu con luôn, mấy triệu trứng luôn. Hai con cá bố mẹ kêu mẹ ôm lên bảy chết rồi, kỷ niệm rồi. Tí nữa phạt cho thì mấy triệu. Ở đâu? Thì lộ. Nhìn lộ khi chạy giống. Chạy giống. Tú trước làm ấy. Ừ. Ông giao ôm mẹ hàng cả bố mẹ. Mà tối hôm đấy thì tiêm rồi chứ. Chuẩn bị tiêm rồi ông ôm mẹ. Còn là kiểu là con đâu, quay đầu đi con quay đầu lại này. Ông ra bảo. Đây mẹ mình đang lấy cái lá cây gì nhỉ? Là ngõa. Làm bánh theo phong tục tập quán của người Tày thì hay có cái bánh bằng hạt tổ ngạt trứng kiến đấy. Là hay cái lá lấy lá ngõa ngõa non này này. Ăn ngon phết đấy. Chui. Tối nay mày chúng mày phải ăn hết cái đống cá. Có hôm bố mang cái bó xuống ao đằng trước này, là một mẹ được 6-7 cân, nhưng mà trời mưa cắt không được nhá. Cháu cũng phải rồi, tao thấy gãy xương non giáp thì cũng phải là không mắc đâu, không dám đâu.
Vô đây. Ông cho con, tức vừa sáng, tức sáng. Có sảy có hẹo con. Không cần sảy. Có sao không bà? Có sao bà trọng. Đây là các anh trai bản người Tây đấy. Ẩm thực người Tây là thường thường toàn đàn ông làm. Đi cỗ bàn là phụ nữ chỉ nấu cơm thôi, xôi thôi. Lọc nét nét một tí. Nét chưa? Không, phải này lấy cả cái xương của nó. Không cần xương đâu, nhiều cá. Đầy cá. Đâu cái con dao lúc nãy bé mình mới kia đâu. Đấy. Đấy một con về ấy kìa. Ấy chưa? Cái bếp lửa ấy chưa? Có than đốt rồi. Thì thanh đốt một. Thế nhưng mà thôi em cho bác. Vàng mà, thịt cá xuống cái cho phải đến 2 cân vượt bé. Cá vượt chuẩn đấy là vượt to đấy các bạn ạ. Đây này, thịt cá vượt vàng này này. À, cá trôi Trường Giang ấy. Mà cái loại mà lúc nãy mình gỡ không kịp ra ấy. Cái thịt đặc điểm cái loại này thì nó là ăn mùn bã hữu cơ các bạn ạ. Tức là ăn bùn và các loại loại cây cối giữa mà có bùn ấy. Bùn bã hữu cơ dễ nuôi lắm, loại này dễ nuôi lắm. Ở vùng cao nuôi rất là hợp lý. Dễ ăn, à nhanh, lớn nhanh. 3-4 tháng thôi là to bằng này rồi. Nhưng mà về cái chất lượng thịt của nó thì nó cũng không có gì đặc sắc mấy, nó bình thường. Mà nó nhiều xương răm. Thịt vàng. Loại này ngon nhất chỉ có rán này. To một tí nữa. Đây, tiếp tục đi lấy lá, lá nhội dưới này. Đây toàn cây nhà. Đây vườn của nhà đấy các bạn nhé. Cây nhội khổng lồ. Để cái nhội này kìa, lấy cái non non kìa. Cái cành này này. Đấy. Cây nhội này của anh Tuyến trồng ấy. Tuyến trồng nó bây giờ to lắm rồi. Vành kia ông ơi. Gần 200. Đây mà đầy sâu. Cái làm mưa á? Không. Ôi. Thôi thôi bằng này chứ không ổn nữa. Nó dùng nó là gia vị thôi mà. Nhội nó phải nhiều tí thôi. Mình gói ấy, mình ghém ăn luôn ấy. Đi làm ít đi làm ít rau lá mơ nữa. Còn khách giả chủ bò tên bơ tẩn khách giả chủ. Anh em thiết kế thêm cái món chả cá các bạn ạ, băm mấy cái đầu xương ra để cá rán này, chả cá này, cá gỏi này, cá nướng này. Ây da, được nhiều món phết đấy. Nhiều khoản. Cái này đang rửa rau sống này. Mình vào bên vào bên trong này xem là anh em nướng cá chưa, đốt cá chưa. À cá đốt nha anh em các bạn nha. Không phải là cá nướng đâu. Đốt. Đốt chưa? Đang đốt rồi. Đang đốt được ạ? Đang đuổi được. Ôi, nuôi cả thỏ nữa cơ. Đấy, canh nhà lá vườn đấy các bạn ạ. Chuồng gà này. Bên này có lợn này. Mai mổ. Bà còn nuôi cả thỏ đây này. Quê chỉ có vậy thôi. Lợn này chắc mai mổ. Bên này là dự án. Ngày xưa mình làm vừa học ra trường là nuôi lươn không bùn đây. Ngày hai dãy bể cơ. Một dãy bên trong này nữa. Ba dãy, một dãy này nữa. Làm được 1-2 vụ mình phải đi làm ở trong nghĩa lộ thế là bỏ hết từ đấy đến bây giờ cũng chưa nuôi cái gì, toàn nuôi chê phi. Nào xem hai món hai thầy. 664. Cá nướng à? À cá nướng. Đốt cá. Đốt à? Nướng cá. Ba con à? Ba con to lắm. Thế dán xong chưa? Dán, đang dán trong nhà. À Khiêm, cạo hết vẩy đi, dán không dốc, sợ chạy ra đây. Phải đâu.
Anh em cùng nhau cạo đấy. Cùng nhau cạo. À, Khiêm ơi. Ơi. Rửa cái này để tí nữa nấu lòng cá đi. Nắng gì? Ừ. Ok ok. Nấu đi nhanh, nó cái đang nóng mà. Ừ. Kiếm thả trâu về. À, không đi đâu. Rắn cái gì? Rắn cá à? Cá rắn à? Nhưng mà không dóc đâu. Không dóc á? Không. Chắc là cạo vẩy đi, nó không dóc rồi. Cho lửa to lên. Cho lửa to lên. Cho nhiều dầu vào. Ngập cá đi. Dạng như kiểu là... ấy ấy. Nếu đã không dóc thì chơi kiểu đấy mà cho ra lửa vào. Cá vược mà không dóc. Cho mấy hạt muối vào Thanh ạ. Muối vào dầu ăn này á? Không, vào cá này này. Rồi, đây là hôm nay không lên được nhà bà. Chả cá lá lốt này mình rất thích ăn các bạn ạ. Hai lên. Giới thiệu với các bạn là đây là cháu con anh Tuyến đấy. Đấy. Không phải đơn giản đâu, anh Tuyến này sắp thành bố vợ được ở đây, đùa. À, đây này, bố vượt, nhà vượt ăn như thế này. Đấy, bỏ được cá gỏi huyền thoại rồi các bạn ạ. Món này mình rất là thích ăn luôn. Nhìn mà đã thèm ạ. Món ăn cải đây ạ, Tú ơi. Cải xong chưa? Xong rồi. Lên băm luôn đi. Xong luôn nhá. Ờ. Ở đây thì anh em ở đây làm thì gia vị gia vị đặc trưng ở đây luôn các bạn ạ. Trong nhà lá vườn ở đây luôn thôi. Cái thính này nó nhuyễn quá. Bình thường là làm mình làm nó không nhuyễn thế này đâu. Nhưng mà đưa cho bà đi xay nó nhuyễn quá. Các bạn làm gỏi này thì gỏi à? Làm gỏi này nhớ xay cái này đừng có xay nhuyễn. Ăn nó mềm, nó không có độ bùi. Nhai nó phải hạt gạo rồi là lạch cạch cơ. Cũng bị sật sật. Sật sật cơ. Hoàn ơi, cho cậu gói súp với mì chính. Đâu, tên kia đây, trong mặt nó đã cầu rồi chứ. Không, nhưng mà cho vào ít nó không... cái nước à. Nó chanh à? Ừ. Nó chanh mặn rồi đúng không? Cái chừng mà cũng ngon đấy nhỉ? Ngon không? Không đảo cái này đâu, cái này ta đảo cái này. Đây là bì chuối các bạn nhé. Rượu, các bạn đây đây. Bì chuối tiêu của nhà. Ơ, cái rau thơm đâu rồi nhỉ? À, chua nhỉ? Đường nhà mày đâu? Đấy. Này húng à? À là chanh à? Tất cả lá mơ các thứ đấy. Cho xuống cả lá mơ đấy. Đưa nóng cho mày đâu? Đưa nóng cho mấy nhà em. Đâu? Anh ơi! Thanh đưa chú con dòng. Con dao, 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 lấy đồ. Ok rồi, đây, thử một miếng đầu tiên đã. Lá mơ. Ném tí này. Đây này, anh sắm đây này. Này, chưa có nước chấm các bạn, chấm chanh tạm thôi. Chanh súp tạm thôi. Vì thèm quá. Mày đi kiếm lên mấy cái đĩa đi Thanh. Đỉnh cao. Chấm vào cái này phải đấy. Ngon. Ok. Đây chấm rồi. Bắn nước chanh rồi. Ngon lắm. Cá hỏng này là cá. Cá chả hết đấy. Hả? Chả cá. Cả cá hết. Cá còn nhiều món. Mời nhà nhé. Cái gì nhỉ? Cá của bố mình. Rau rừng. Mới cá. Chỉ có cá thôi. Mai bổ lợn nên là hôm nay ăn gì cũng cá.
cá nướng, cá rán, cá gỏi, cá chả, nấu cá, nấu chua, chuyên đủ loại luôn. Mời mời chào anh em nhá. Đồng bát loại các thì sao cái bàn này tới. Không biết chứ còn còn thằng này ăn thằng quế nữa mà mình đang canh để tới ngồi chỗ đây rồi. Cái món mà mình thích nhất ở trong cái mâm này chắc là cái món món này, cái món này đắng cải đấy, lá đắng cải này thưởng thức các bạn. Về quê thì thích ăn cái rau này thôi. Ê Thiên Bảng thi thoảng mình cũng cũng nhặt ăn các bạn ạ. Bắt nhất là húp nước canh nhá các bạn. Ăn nặng đấy. Uống rượu say say mà húp nước canh đắng thì ngon lắm. Húp thông này bị phân tử. Đúng rồi. Rượu. Thằng này mà chanh thì cả đâu gai nào. Không, nó chanh kỳ. Đắng. Anh có ăn này chưa? Chưa. Anh thử cái gì? Thế mà không có nó hơi đắng đấy. Ăn đắng không đâu. Đặt cái bát vào đi. Đó. Bát đắng. Đấy, sắp đặt cái bát chấm đi đấy. Ở đây có một bát đấy mà. Anh thua. Ồ, tiếp theo có cái lăng. Ở đây được mà. Sao hả? Bây giờ tí là ổn rồi. Vâng. Ờ, anh em mời cho anh em chú cháu cả nhà ăn cơm nhá. Ờ, bên này mời đây. Bên này nhà mời tất cả các bạn cùng nhá. Anh Thơ 44 trẻ. Cá thịt cá. Cá thịt cá. Cá thịt cá. Cá thịt cá. Cái này khoai tẩu này. Anh không vừa đắng nha. Lời nói hay những chén rượu của anh em rất là vui và chén rượu đầy ắp tình cảm như bây giờ là mình cũng phê phê say say rồi. Nên là mình cũng có lẽ là xin phép được kết thúc video tại đây. Em thôi ông mình vui vẻ một chút xong rồi sáng mai tiếp tục chương trình một tháng ba Tết Thanh Minh của người Tày nữa. Chúng tôi xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo. Xin chào. 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 X